Tiến Dũng Audio xin kính chào quý vị và các bác yêu audio trên toàn quốc. Ở video clip này, Tiến Dũng Audio xin gửi đến các bác một cấu hình tham khảo. Em đánh với 4 chiếc loa audio 3G, nghĩa là hai đôi loa audio 3G, và em sẽ đánh vào cục đẩy CV 1000W trên một kênh của em, đẩy 3 kênh và một con vang 3G audio, để cho các bác biết chất âm của nó, uy lực và tiếng bass của nó sâu, xuống sâu và đánh rung nhà các bác ạ. Để cho các bác nghe luôn này, mời các bác thưởng thức. Tiếng bass đánh quá mạnh các bác ạ. Bốn đôi loa audio 3G. Xin các bác hãy đăng ký và bấm theo dõi kênh của em. Xin chào các bác.